إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَبَعْدٍ. Thân hữu Muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala là đấng di chuyển ngày đêm, và Ngài là đấng quán chuyển tất cả mọi thứ, và Ngài luân chuyển ban ngày và ban đêm liên tiếp lẫn nhau, và Ngài kéo hết tháng này qua đến tháng khác lại. Và Allah subhanahu wa ta'ala đã kéo đến chúng ta, gần đến với chúng ta một vị khách, một vị khách rất là hồng phúc, một vị khách mà hầu như tất cả những người mu'min, tất cả những người cái niềm tin iman nơi Allah subhanahu wa ta'ala và Ngài tận thế, họ luôn khao khát được đón chào cái vị khách đó. Đó là vị khách Mubarakah, đó là vị khách rộng lượng, đó là vị khách hồng ân, đó là vị khách mà Allah subhanahu wa ta'ala muốn dành đó làm đặc ân, dành cho cái đám nô lệ đáng tội nghiệp của Ngài ở bên dưới, đó là con người mu'minin. Và cái tháng đó là tháng Ramadan hồng phúc, như Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã đặt tên cho nó. Và đó là tháng mà nó chỉ mang lại niềm vui cho những người nào mà trong con tim của họ có sự khao khát và ham muốn gì đó. Nó không phải là niềm vui của tất cả mọi người, kể cả họ là người Muslim. Niềm vui đó chỉ dành riêng cho những người mu'min, những người nào mà trong con tim của họ có sự khao khát muốn rằng Ramadan đến nhanh với họ hơn. Thì đó là những người mà được Allah subhanahu wa ta'ala soi sáng ánh sáng của Ngài vào con tim của họ. Thì họ mới là người thật sự cảm giác được Ramadan nó là gì, và họ sống được Ramadan, và họ cảm nhận được Ramadan nó thú vị như thế nào. Bởi Ramadan là tháng để họ có cơ hội gặt hái những gì mà Allah subhanahu wa ta'ala chuẩn bị cho họ. Và Ramadan là tháng để cho họ có cơ hội gần Allah subhanahu wa ta'ala nhiều hơn. Và Ramadan là tháng để cho họ có thể ngồi lại ôm lại đọc tiên kinh Quran mà cả mười mấy tháng trước họ đã không có cơ hội ngồi đọc như vậy. Và Ramadan là tháng để cho họ có thể sadaqah, bố thí những đồng tiền mà họ đã thu thập được. Và đó cũng là điều mà Nabi sallallahu alaihi wasallam đã khuyến khích. Thì Ramadan nó gần đến với chúng ta. Và Ramadan nó là tháng mong ước của tất cả những người mu'minin, dành riêng cho họ mà thôi chứ không phải dành cho tất cả những người Muslim. Tại có những người họ không thích Ramadan, tại Ramadan là tháng họ phải kiềm chế những cái điều mà họ muốn hàng ngày họ làm, họ không muốn chấm dứt nó, họ không muốn dừng nó, và họ muốn tiếp tục làm nó kể cả đó là Ramadan. Thì Ramadan là tháng đối với họ là một cực hình, nhưng đối với những người mu'minin đó là một cái hồng ân mà họ cảm nhận được, chỉ có họ mới nhận được tháng Ramadan nó hồng phúc và nó diễn phúc như thế nào. Ramadan nó đến và mang đến cho chúng ta barakah và rahmah và sự tha thứ của Allah subhanahu wa ta'ala, và nó sẽ mang đi tất cả tội lỗi của chúng ta đã làm bấy lâu nay đem đi hết. Thì Ramadan là tháng để khao khát đối với người mu'minin, và đó là một cái tin mừng mà Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã từng báo cho sahaba của người, như được ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ông ta được lời hadith do Imam Ahmad ghi, và ông ta nói thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam đã từng loan báo một cái tin mừng cho sahaba, người nói قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه يفتح فيه أبواب الجنة ويقلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. Thì ý nghĩa của hadith là Nabi Sallam nói chắc hẳn rằng Ramadan đã, tháng hồng phúc đã đến với các ngươi rồi đó. Allah subhanahu wa ta'ala bắt buộc các ngươi phải nhịn chay trong cái tháng đó. Và đó là tháng mà tất cả cửa của thiên đàng, tất cả
cửa của thiên đàng không bao giờ mở ngoài trừ Ramadan. Tất cả 8 cánh cửa của thiên đàng đều được mở toang trong tháng Ramadan. Và tất cả cửa của quán ngục không bao giờ đóng xuyên suốt 11 tháng trong năm, ngoài trừ Ramadan nó sẽ bị đóng chặt. Và tất cả Shaitan, Shayatin, lũ Shaitan sẽ bị xiên xích, trong khi trước đó chúng được tự do. Và trong đó nó có một đêm, trong Ramadan nó có một đêm, mà đêm đó nó tốt hơn cả 1000 tháng bình thường. Nếu như người nào bị cấm hưởng lại cái ân phước của đêm hôm đó, xem như y đã không còn hưởng được bất cứ gì sau đó. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã nói về cái giá trị của Ramadan. Thì giống như đã nói ban đầu, Ramadan chỉ có giá trị đối với người nào cảm nhận được nó, đối với người nào có niềm tin nơi Allah subhanahu wa ta'ala và phần thưởng cuối cùng của Ngài nơi Ngài tận thế, thì người đó mới biết được Ramadan nó như thế nào. Họ sẽ lên một kế hoạch ngay từ bây giờ và trước đó nữa. Họ sẽ làm gì khi cái giờ đầu tiên của Ramadan bắt đầu? Đọc Quran, Zikir, Salah, Qiyam hay là Sadaqah, hay làm những cái điều họ phải làm một kế hoạch rất là dài, và họ mong ước rằng mình sẽ làm tròn cái bổn phận mình lên những cái kế hoạch đó. Thì đó là Ramadan đối với người nào họ biết được cái giá trị của nó. Am Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ông ta đã kể. Và đây là cái hadith sahih do Ibn Majah ghi lại và được Sheikh Al-Albani xác thực. Đây là hadith sahih trong Sunan Ibn Majah. Thì ông Talha bin Ubaidillah, ông ta kể có hai người đàn ông đến gặp Nabi sallallahu alaihi wa sallam, và cái hai người đàn ông này vào Islam cùng một lúc. Một trong hai người đàn ông đó rất thích jihad, và ông ta đã tham gia và xuất ngũ, và ông ta đã chinh chiến, và Allah subhanahu wa ta'ala đã cho ông ta được là người shahid, hy sinh. Và cái người còn lại, ông ta chết sau cái người đó là một năm. Thì ông Talha bin Ubaidillah, ông ta nói tôi nằm mơ, tôi thấy được mình đang đứng ở trước cửa của thiên đàng, và tôi bắt gặp được hai người đàn ông đó. Thì một người trong thiên đàng đã đi ra mời cái người chết sau á đi vào thiên đàng trước, và sau đó người đàn ông đó lại trở ra mời cái người chết shahid đi vào sau, và ông ta trở ra lần thứ ba nữa, và ông ta mới nói với tôi anh hãy đi về đi, anh chưa có được phép đi vào. Thì tôi giật mình thức dậy, thì tôi mới đem câu chuyện đó tôi đi kể cho mọi người nghe. Thì mọi người ngạc nhiên, họ cứ ngỡ rằng là người shahid sẽ chết, chết shahid họ sẽ được cái danh giá hơn người ngoài họ, trong khi cái người đàn ông này ông ta chết ở tại quê nhà mình, không phải là người chết ở ngoài shahid. Thì cái câu chuyện đó được lan truyền đến tai của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam mới hỏi mọi người ngạc nhiên điều gì, điều gì làm cho các người ngạc nhiên? Thì mọi người mới nói thưa Rasul của Allah, một trong hai người họ là một người rất yêu thích jihad, và ông ta đã jihad đi về xuất ngũ, và ông ta đã hy sinh. Còn cái người kia sao lại được vô thiên đàng trước cái người đàn ông shahid đó? Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam mới nói, há chẳng phải cái người đàn ông chết sau đó ông ta đã được hưởng được hết Ramadan hơn người kia một lần, hơn một Ramadan, và ông ta được hành lễ Salat một năm hơn 6000 rất ít, và ông ta làm những cái điều sau đó những cái điều khoản khác nữa. Thì sao bà mới nói thưa Rasul của Allah, đúng như vậy. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói, thì chúng ta hãy nghe, ai muốn biết cái giá trị của Ramadan nó mang đến như thế nào và cái Salat nó mang đến ra sao, thì chúng ta hãy nghe đây lời xác nhận của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Họ chỉ chết nhau là một năm thôi. Tất cả họ đều là sahaba của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Tất cả họ là những người mu'min, những người có niềm tin vững chắc nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Nhưng cái việc làm và ân phước của họ chênh lệch nó rất là xa. Mà Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói, các ngươi đừng tưởng cái khoảng cách nó đơn giản, mà khoảng cách nó còn cao, còn rộng hơn cả khoảng cách giữa trời và đất nữa đó. Ramadan là tháng mang lại rất nhiều ân phước cho tất cả những người mu'min. Ai mà không được hưởng được cái quyền lợi của Ramadan đó thì ngó nó xem như đã bị cấm hưởng tất cả những cái ân phước khác. Và Nabi sallallahu alaihi wa sallam còn nói một cái hadith khác, atani jibril faqal ya muhammad man adraka ramadan falam yughfar lah fa ab'adahu allah fa qul amin fa kuntu amin. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam kể Jibril đã đến gặp ta, và Jibril mới nói, này Muhammad, ai mà đã đón được Ramadan nhưng y vẫn không được Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ cho y, thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala đuổi y khỏi cái dòng rahmat của Ngài đi thật xa. Hãy nói đi amin. Thì Nabi sallam nói amin. Thì chúng ta hãy nghe cái hadith này cho thật là kỹ. Cái hadith này được là một cái lời dua, một lời cầu xin của một vị thiên thần cao quý nhất, đó là Jibril.
Và cái người nói amin là một con người cao quý nhất của thế giới loài người, là Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam của chúng ta, thì lời cầu xin nó chắc chắn rằng Allah subhanahu wa ta'ala sẽ nhận nó. Jibril đã cầu xin rằng ai không được Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ cho trong Ramadan, hãy đem igasa cái rahmat của Allah subhanahu wa ta'ala. Tại vì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith, ai nhận cha Ramadan bằng một cái niềm tin vững chắc nơi Allah và hy vọng rằng cái phần thưởng nơi Ngài, thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ tha thứ hết tất cả tội lỗi của y đa phạm. Và rất nhiều cái hadith tương tự những cái việc làm như vậy trong Ramadan. Thì Ramadan là tháng để chúng ta ngồi lại, Ramadan là tháng để chúng ta trở về với Allah, Ramadan là tháng để chúng ta bấy lâu nay chúng ta không thấy cái Quran, thì nay chúng ta lật ra và đọc lại những chữ cơ, những chữ cho nó. Đó là tháng Quran. Có những người chỉ có Ramadan họ mới thấy được Quran, còn ngoài ra họ chỉ cất trong tủ, đôi khi bụi bám trên nó rất là nhiều, thì họ chỉ có chùi khi Ramadan mới đến. Vậy chúng ta hãy tự hỏi, bao chúng ta đã đọc Quran được bao lâu rồi chúng ta đã không đọc Quran, hay chúng ta một ngày đọc được bao nhiêu lần đối với những chữ Quran đó, trong khi nó mang lợi ăn phước cho chúng ta không thể nào chúng ta kiểm soát được hay là chúng ta mơ tưởng được. Thì Ramadan là tháng Quran, Ramadan là tháng Quran. Tất cả ulama điển hình như mà Malik rahimahullah ta'ala, ông ta là một người chuyên dạy về hadith, nhưng khi Ramadan đến thì ông ta đã úp sách hadith lại và ông ta nói tháng này là tháng Quran, tháng này là tháng Quran. Thì Quran được ban khải xuống đầu tiên vào tháng Ramadan, thì đọc Quran là lời tụng niệm của Allah subhanahu wa ta'ala. Đó là lời tụng niệm mà Allah subhanahu wa ta'ala yêu thích nhất, không có lời nào tụng niệm mà được Allah thích hơn việc đọc Quran. Và cao quý hơn nữa, giá trị hơn nữa, nếu như người đó hành lễ salat ban đêm mà anh ta đứng khoanh tay trước Allah subhanahu wa ta'ala mà miệng anh ta đọc thiên kinh Quran, thì đó là một cái giá trị rất là tuyệt vời đối với những người nào cảm nhận và biết được cái điều đó cái giá trị ra sao. Thì Ramadan là tháng của sự tha thứ. Nếu như ai không làm được cái điều đó thì y là người bất hạnh nhất. Giống như Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith khác, man adraka ramadan fa lam yasum faqad shaqi. Ai mà đón nhận được tháng Ramadan mà y không chịu nhịn chay thì đó là kẻ bất hạnh. Chúng ta đừng tưởng chúng ta không nhịn chay, chúng ta giấu được mọi người, chúng ta có thể không ăn không uống, cho chúng ta có thể thể hiện mình là một người nhịn chay. Đến khi buổi chiều mình đến mất xịt cùng với mọi người, mình thể hiện cái tội giấy mệt mỏi rằng mình đã nhịn chay từ sáng đến bây giờ, thì đó chúng ta chỉ gạt được thiên hạ, gạt được mọi người thôi. Nhưng đối với Allah subhanahu wa ta'ala, mình là một người bất hạnh. Đó là một kẻ bất hạnh vì y đã không hưởng được cái giá trị của Ramadan. Tại vì Allah subhanahu wa ta'ala không cần đến sự nhịn ăn, nhịn uống của chúng ta, mà Ngài chỉ muốn xem chúng ta có thật lòng với Ngài hay không. Ramadan là tháng dạy chúng ta lòng taqwa. Ramadan là tháng để chúng ta biết như thế nào là taqwa. Chúng ta nghe rất là nhiều những cái bài khutbah hay những người imam họ gọi chúng ta là hãy kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala. Thì kính sợ Allah là chúng ta tuân thủ theo những gì Ngài dạy, cho dù chúng ta ở một mình hay ở với tập thể, thì đó mà gọi là taqwa. Chúng ta luôn làm khoảng cách giữa mình với hình phạt của Allah ta'ala ngày càng xa mới gọi là taqwa. Thì Ramadan là tháng để dạy chúng ta sự taqwa đó. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumusiyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Này hỡi những người có đức tin, các ngươi bắt buộc phải nhịn chay giống như đã bắt buộc những thế hệ trước các ngươi. Để làm gì? Không phải để chúng ta nhịn ăn, nhịn uống, nhịn gần gũi với vợ mình, không phải. Đó không phải là mục đích mà Allah subhanahu wa ta'ala muốn như thế. La'allakum tattaqun, mong rằng qua cái gì nhịn đó các người biết kính sợ Ngài. Thì Ramadan là tháng rèn luyện chúng ta biết cái lòng taqwa, kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala. Và Ramadan là tháng để chúng ta có cơ hội lên cấp bậc cao nhất của Islam, đó là cấp bậc ihsan. Tại vì không ai cấm chúng ta nhịn chay, không ai quan sát chúng ta ăn uống cả. Ai sẽ có thể theo mình sát cánh 24 tiếng đồng hồ để không cho mình ăn, không cho mình uống? Ai sẽ là người ngăn cản khi mình muốn ăn và mình muốn uống? Nếu muốn mình có đi một cái nơi xa, mình muốn tự do ăn uống, hoặc đem vào một cái nơi kín chỉ có mình ăn, thì lòng taqwa, lòng kính sợ Allah sẽ điều khiển người đó, không cho người đó làm những cái điều đó. Tại vì người đó biết rằng Allah subhanahu wa ta'ala đang nhìn và quan sát đến mình, mình không thể vi phạm những cái điều mà Ngài đã cấm được. Đó chính là lòng taqwa, đó là ihsan, đó là cấp bậc cao quý nhất mà Nabi sallallahu alaihi wasallam miêu tả hadith cho Jibril kể, là thờ phượng Allah như thể nhìn thấy Ngài trước mặt. Nếu như không thể nhìn thấy Ngài trước mặt thì biết rằng Allah subhanahu wa ta'ala đang quan sát chúng ta.
Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban hồng phúc trong thiên kinh Quran di đại cho tôi cùng tất cả quý vị. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala nâng cao địa vị của tôi cùng tất cả quý vị qua câu kinh diễn lời tụng niệm sáng suốt. Tôi nói là đây, cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala theo tử tội lỗi cho tôi cùng tất cả mọi người, cùng toàn thể tín đồ Muslimin. Cho nên mọi người hãy cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala thứ tội lỗi đi, qua thật ngài đấng rất mực độ lượng, đấng rất mực khoan dung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Sheikh Nabin Al-Iwadi, một vị alim hiện đại, thì ông ta kể một câu chuyện của một chàng thanh niên. Ông ta đã kể với ông ta về câu chuyện về chính bản thân của cậu ta. Thì cậu ta kể là trước đây, những Ramadan trước đây, tôi với cái người bạn của mình không bao giờ nhìn trai. Ramadan đến, chúng tôi là những người lên một kế hoạch, hai đứa tôi lên kế hoạch là ban ngày sẽ thức trọn, ban ngày sẽ ngủ trọn nguyên ban ngày, và ban đêm sẽ thức suốt đêm, ăn uống chơi và thỏa mãn cái ham muốn của mình trong khi đó là Ramadan. Thì chúng tôi không bao giờ ngủ cho đến khi nào trước Salat Fajr, trước Salat Fajr chúng tôi mới ngủ, và không bao giờ thức cho đến khi Adhan Maghrib, cho đến khi Adhan Maghrib chúng tôi mới thức. Chúng tôi hoàn toàn ngủ ban ngày. Đó là hiện trạng của những người, đó là hiện trạng của thanh thiếu niên và của rất nhiều người hiện tại ngày nay. Họ xem Ramadan ban ngày để mà họ ngủ, và ban đêm để họ thức, họ làm những gì họ muốn. Thì chàng thanh niên có kể, cứ như thế cho đến 4 ngày cuối của Ramadan, 4 ngày cuối nữa là đến ngày Raya. Tôi mới nói với bạn của mình là anh có mai áo mới chưa? Thì người bạn tôi nói chưa, giờ này trễ rồi, không còn ai nhận mai nữa hết. Thì tôi mới nói tôi có quen một người thợ may, thì anh hãy theo tôi giới thiệu cho anh ta sẽ may cho anh cái áo mới. Thì đã đi đến gặp người thợ may đó, người thợ may đã nhận và nói ngày đêm Roja đó, anh hãy đến đây tôi sẽ giao áo cho. Thì cái người bạn tôi rất là mừng đã có áo mới. Thì hai đứa tôi lên kế hoạch, bàn bạc nhau lên kế hoạch rằng đêm đó mình sẽ đi đâu, ăn uống như thế nào, và ngày mai Roja mình sẽ làm những gì, và mình sẽ thỏa mãn như thế nào, hết Ramadan rồi, trả lời cuộc sống của mình rồi. Thì hai đứa tôi đã sau đó trở về nhà vào rất là khuya. Thì bạn tôi đã đưa tôi về nhà và nó thì quay trở về nhà đó. Thì cũng như thường lệ tôi đã ngủ trước Salat Fajr. Thì ngày hôm đó đến sáng lại thì người anh hay là người anh em của tôi mới lại đánh thức tôi, nói mày thức dậy, này thức dậy, có điện thoại khẩn cấp kìa. Thì lúc đó tôi thức dậy là đã sau tôi hụt, mới có sau tôi hụt rồi. Theo thói quen của tôi ngủ tới giờ mờ đẹp. Thì cái người anh em tôi mới nói có điện thoại gọi mày và nó cần gọi gấp. Thì nó bắt điện thoại luôn tôi nghe. Thì bên kia mới nói có phải cậu tên này không, nó đúng rồi. Nói chiều nay Asad xong có Salat Janaza, chiều nay Asad xong có Semen cho người chết. Hỏi ai vậy? Nói người đó tên này. Thì chính là cái người bạn của cậu ta đêm hôm qua đưa cậu ta về nhà và đã lái xe về nhà. Thì cậu ta mới nói bộ anh nó giỡn với tôi à, nó mới với tôi đêm hôm qua đây mà. Nó không, nói thật, nó là anh, nó là người anh em của tôi là anh của nó. Nơi chiều nay nó gì, Semen dịch cho nó. Hỏi nguyên nhân tại sao, nói nó sau khi nó trở về nhà trong cuộc thâu đêm của nó thì đã bị lật xe và nó đã chết trong cái tai nạn đó. Đâu là ước mơ của ngài Raja, đâu là cái kế hoạch mà họ đã định, đâu là những cái điều ước muốn mà họ đã muốn. Thì khi Allah subhanahu wa ta'ala muốn thì chỉ cần một ý kiến của ngài thì cái nhân chấm dứt tất cả. Nếu như cái người đó mà chết trong tháng Ramadan, mà chết là một người hành lễ Salat, thì thiên đàng sẽ là nơi đón chào họ. Nhưng mà cái hiện trạng chết đó là cái hiện trạng chết Allah subhanahu wa ta'ala không hài lòng. Thì Ramadan là tháng để Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ cho tất cả những nô lệ nào đã phạm tội, chứ không phải là tháng mà chúng ta thỏa mãn vui chơi. Thì một học giả Ibn Rajab ông ta mới nói, ông ta có một lời nhận xét về cái hadith mà đầu tiên chúng ta nghe khi nãy là Nabi báo tin mừng về tháng Ramadan đến. Thì ông ta mới nói đây là cái hadith mà được mọi người lấy nó chúc mừng nhau nhân tháng Ramadan. Làm sao không chúc mừng tín đồ một mình cho được khi tất cả cửa có thiên đàng được mở toang, và làm sao không chúc mừng cho những người phạm tội lỗi cho được khi tất cả cửa có ngục bị đóng kín, và làm sao không chúc mừng cho những người sáng suốt cho được khi cái thời khắc đó là lũ Satan bị xiềng xích, há còn khoảng thời gian nào tương tự như khoảng thời gian này chăng? Thì Ramadan là tháng đặc biệt nhất trong một năm,
mà tháng mà cửa Ramadan nó được mở và cửa của ngục bị đóng cho Shaitan bị xiềng xích. Và 10 ngày đầu của Ramadan là tháng Rahmah. 10 tháng Ramadan là tháng Rahmah. 10 ngày giữa của Ramadan là 10 ngày của sự tha thứ, và 10 ngày cuối của Ramadan là 10 ngày của sự cứu rỗi khỏi quan ngục, phóng tích khỏi ngục. Thì Ramadan là tháng để chúng ta trở về với Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì cái hình ảnh của hai người thanh niên đó đó, đó là cái hình ảnh của rất nhiều những người một mình hiện tại trong cuộc sống của chúng ta. Họ ngủ xuyên suốt Ramadan, qua ban ngày của Ramadan họ không hành lễ salat, nhưng đó khi họ là nhịn chưa? Họ cho rằng họ nhịn. Nhịn, hãy nhớ rằng nhịn mình phải hoàn thành bổn phận của mình trước tiên, đó là salat. Hành lễ salat ngay cái giờ mà Allah Subhanahu wa ta'ala đã định á, thì cái sự Ramadan mới có giá trị đối với Allah Subhanahu wa ta'ala. Còn nếu chúng ta nhịn mà Ramadan mà cái salat chúng ta không quan tâm thì đó chỉ làm chúng ta mệt và mỏi mà thôi. Ngoài ra không có cái gì mang lợi cho chúng ta từ cái sự nhịn ăn và nhịn uống đó nữa hết. Thì hãy hoàn thành bổn phận mình trước khi bị Allah Subhanahu wa ta'ala trong thế giới bắt chợt, và hãy hành lễ salat trước khi chúng ta bị mang ra hành lễ, và hãy đến masjid trước khi chúng ta bị khiêng đi đến masjid, và hãy tự lo cho bản thân mình trước khi người ta lo cho mình. Thì Ramadan là tháng để chúng ta trở về cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì chúng ta hãy lắng nghe đây những cái câu kinh Allah Subhanahu wa ta'ala kêu gọi cái đám nô lệ của Ngài, và Ngài miêu tả trong cái câu kinh này về hai nhóm người họ sẽ gặp những sự đối diện khi ngày Kiyama đến, và cái nhóm khác họ được vui mừng vì cái sự ân phước mà Allah Subhanahu wa ta'ala đã dành ban thưởng cho họ. Thì đây là cái chương kinh 39, chương Az-Zumar. Allah Subhanahu chương Zumar, Allah Subhanahu wa ta'ala phán từ câu 54 cho đến câu 61. Thì Allah Subhanahu wa ta'ala phán: وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبَلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Và các ngươi hãy quay về sám hối với Thượng Đế của các ngươi, và hãy thần phục Ngài trước khi cái hình phạt túm lấy các ngươi. Thì cái hình phạt của nó túm lấy chúng ta một cách bất chợt. Chúng ta đang đi xe, chúng ta đang ngủ, chúng ta đang ngồi bên cạnh vợ của mình, chúng ta đang ngồi xem TV, chúng ta đang ngồi làm cái gì đó, thì cái hình phạt Allah mà nó túm lấy bất chợt như chúng ta thì cái như chúng ta không con đường nào tránh. Chắc hẳn rằng ngay cái lúc đó không một ai có thể giúp đỡ được các ngươi. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Các ngươi hãy noi theo chỉ đạo tốt đẹp trong thiên kinh Quran đã ban xuống cho các ngươi từ Thượng Đế của các ngươi trước khi hình phạt bất ngờ túm lấy các ngươi, trong khi các ngươi không có cảm giác được trước đó. Không cảm giác được là chúng ta đang bị cái hình phạt đe dọa hay đang hướng đến chúng ta. Antakula nafsui ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Thì cái lúc đó, đó khi mà Allah Subhanahu wa ta'ala tập trung lại vào ngày Kiyamah, thì những người nào mà đã lơ là bổn phận mình ở trên trần gian này, không quan tâm đến bổn phận mình với việc hành đạo với Allah Subhanahu wa ta'ala, thì Y sẽ nói những gì chúng ta hay nghe họ cái lời than trách của họ. Họ nói: Ôi khổ thân cho tôi khi tôi đã sao lãng bổn phận mình với Allah Subhanahu wa ta'ala vì không quan tâm bổn phận hành đạo với Allah. Allah bắt buộc salat ngày đêm 5 lần mà y chẳng bất cần. Allah Subhanahu wa ta'ala bắt buộc y phải nhịn chay Ramadan mà y vẫn bất cần. Và Allah Ta'ala bắt buộc y những cái việc làm khác hành đạo ngày y cũng bất cần. Thì y đã than khổ vào khi y đối diện với Allah Subhanahu wa ta'ala: ôi thật khổ thân cho tôi khi tôi đã sao lãng bổn phận với Allah, và tôi còn là kẻ chế nhạo mỉa mai những cái thông điệp của Ngài. Có những người họ không nhịn chay Ramadan mà họ còn nói với cái lời là xúc phạm, như là xúc phạm đó, đã xúc phạm với Allah Subhanahu wa ta'ala, xúc phạm với đấng mà đã cho y tất cả những gì y đang có, kể cả bản thân của y cũng là do Allah Subhanahu wa ta'ala tạo ra, và Ngài chỉ muốn y một điều nhất, đó là thờ phượng Ngài, không có cần gì hơn cái điều đó. أو تقول لولا أن الله هداني لكنت من المتقين. Hoặc là y sẽ nói: con người chúng ta ngày bây giờ Allah Ta'ala cho chúng ta con đường, đây là đường tốt và đây con đường xấu. Nhưng khi y trở về với Allah Subhanahu Ta'ala thì y lại than nói: hoặc phải chi Allah Subhanahu Ta'ala đó hướng dẫn tôi, soi gọi ánh sáng cho tôi, là tôi đã là người được biết kính sợ Allah rồi.
Y chắc Allah subhanahu wa ta'ala đã không hướng dẫn y, trong khi Allah subhanahu wa ta'ala chỉ y biết đây là con đường tốt và đây là con đường xấu. Hãy làm con đường này và hãy tránh xa con đường này. Ai cấm chúng ta đến masjid hành lễ salat? Ai sẽ là người ngăn cản không cho chúng ta nhịn chay Ramadan? Cái dục vọng của chúng ta không cho chúng ta đến, rồi sau đó chúng ta lại chết. Mà hãy trách mình, đừng bao giờ trách ai. Nhưng mà Allah ta'ala kể rằng họ sẽ trách Allah subhanahu wa ta'ala. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Hoặc là khi mà bản thân thấy được cái hình phạt của Allah subhanahu wa ta'ala thì nói ôi ước chi mình có cơ hội trở lại trần gian thêm một lần nữa thì mình sẽ là một người sùng đạo. Thì Allah subhanahu wa ta'ala bảo Bala qad ja'atka ayati fakazzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Không phải như thế đâu, cái lời nói đó là lời giả dối, không phải như các ngươi đã nói đâu, rằng cái chẳng phải rằng cái dấu hiệu của ta đã đến với các ngươi rồi hay sao? Ramadan đã đến với các ngươi, người ta đã báo cho các ngươi biết rằng bổn phận là phải hành lễ salat ngày đêm 5 lần, không hành phạt, không hành lễ salat không những trai sẽ bị trừng phạt, nhưng các ngươi đã phủ nhận nó, cho rằng đó là nói dối, cho rằng đó là giả tạo, cho rằng là không có, các ngươi bất cần thì các ngươi đáng bị trừng phạt và các ngươi đã trở thành những kẻ hóng hách và là những người vô đức tình. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهَهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ. Và vào ngày tận thế, người Muhammad sẽ thấy được những kẻ mà nói dối với Allah, những kẻ nói dối và đổ thừa với Allah hoặc những kẻ phủ nhận Allah, gương mặt của chúng sẽ đen xì. Há chẳng phải rằng quả ngục sẽ là nơi cư ngụ của bọn chúng hay sao? Đáng đời cho những kẻ hóng hách và công ngông cuồng đó. Wa yunajjil llahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhum as-suu wa la hum yahzanun. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, đây là tin mừng cho những người nào nhịn chay, đây là tin mừng cho những người nào ngoan đạo nghe lời Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah sẽ cứu vớt những người có lòng taqwa. Ya Allah subhanahu wa ta'ala sẽ cứu vớt những người có cái lòng taqwa, kính sợ Ngài bằng những cái việc ngoan đạo của họ ở trần gian này, và họ sẽ không phải bất cứ cái điều xấu xa nào gì hết, và họ sẽ không phải những cái điều buồn phiền nào nữa hết. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala phù hộ chúng ta là những người ngoan đạo, sẵn sàng mở lòng rằng mình để mà đón nhận cái tháng Ramadan hạnh phúc, và cầu xin Ngài hãy rửa sạch tội lỗi chúng ta đã phạm trước đây, và cầu xin Ngài hãy chúc vào nó bằng cái ánh sáng của Ngài và mở rộng con đường cho chúng ta đến được cái sự ngoan đạo của Ngài. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala tiếp nhận chúng ta và tha thứ cho chúng ta, và cầu xin Ngài hãy chấp nhận tất cả sự nhịn chay chúng ta tới đây, và sau Ramadan chúng ta sẽ trở lại một cái trang mới, và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala đừng bao giờ cấm chúng ta hưởng những cái điều ân phước đó. Allahumma amin. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد الأمة إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون، ومن الذين هم على صلاتهم يحافظون، ومن الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير عملنا خواتمة، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا
ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم سلمنا الى رمضان وسلم رمضان علينا وتقبل منا صيامنا في شهر رمضان كريم برحمتك يا ارحم الراحمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين